Xin trọng kính chào khán giả của VTV. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình từ thủ đô Nguyễn Khanh. Hôm nay là thứ ba 14 tháng 5 2024 và thưa quý vị, tôi hân hạnh có anh Khanh đang ở tại Orange County. Xin chào anh Khanh. Dạ vâng, và một lần nữa từ Orange County tôi là Nguyễn Văn Khanh. Cũng xin gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của VTV và gửi lời chào đến bạn Vũ Dũng. Câu chuyện ở Washington DC trong những ngày mà tôi rời khỏi thủ đô thì thưa với anh, người ta chỉ nghe người ta nói chuyện là liệu là ông Biden sẽ là trở lại, vẫn tiếp tục ở lại tòa Bạch Ốc hay là ông Donald Trump sẽ trở lại tòa Bạch Ốc. Tôi thấy là cái 5 tháng nữa thì cuộc bầu cử mới diễn ra, nhưng mà dường như là mọi người đều đã nóng lòng muốn biết ai sẽ là chủ nhân của tòa Bạch Ốc trong 4 năm sắp đến. Có lẽ là phải xin phép thưa với anh Đỗ Dũng và thưa cùng với là quý vị khán thính giả, xin anh Đỗ Dũng đồng ý là ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện về bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ 2024. Lý do là tại sao? Có rất nhiều cái cuộc thăm dò được thực hiện trong những ngày vừa qua và đặc biệt nhất là trong tuần lễ vừa rồi, và khiến cho người ta nghĩ rằng là có lẽ kỳ này chắc ông Trump. Rồi có những người bảo ô đừng có lo, còn tới nửa năm nữa thì là mới bầu cử diễn ra. Thật ra ông Trump có thể đang dẫn đầu lúc này, nhưng mà chẳng phải chờ đến ngày bầu cử rồi sau đó ta biết chuyện gì. Chuyện gì là cái chuyện xảy ra cho chính trường của nước Mỹ. Một lần nữa xin được đề nghị với anh Đỗ Dũng, ngày mai chúng ta nói chuyện bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ. Thưa anh, cái chuyện bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ vào 5 tháng nữa chúng ta có thể nói nghĩa là mãi mãi. Vâng. Nói nhiều thứ để nói. Tôi thì thường sau này tôi ít nói về ai sẽ thắng ai không thắng. Tôi đợi sau ngày 5 tháng 11. Mà ngay cả sau 5 tháng 11 nó còn kiện cáo nữa. Đó, anh phải nhớ chuyện bầu cử gian lận nữa. Thành ra là anh thì nên nhớ là từ ngày có ông Trump là bắt đầu nó có thêm cái chuyện gọi là hậu bầu cử đó. Nó không phải như trước đây. Hay anh Đỗ Dũng vừa mới nói ra một cái chuyện mà ngay chính ở Washington DC, khi mà chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau, bạn bè chúng tôi cũng hỏi là giả sử như ông Trump không đắc cử thì chuyện gì sẽ xảy ra? Đầu tiên là gian lận bầu cử. Không phải với thành ra bây giờ đó, thưa quý vị, từ năm 2016 giờ nước Mỹ trong bầu cử tổng thống nó có thêm một thuật ngữ là hậu bầu cử. Vâng. Trước đây ta không có hậu. Tức là tiền bầu cử và hậu bầu cử. Tiền bầu cử thì là đương nhiên lúc nào cũng có rồi. Không? Ngay bây giờ chúng ta có thể nói tiền bầu cử là nói bầu cử 2350 cũng được luôn. Rồi. Đúng chưa? Vâng. Ta có thể nói 1 tỷ năm về sau này cũng được, không sai gì cả. Nhưng mà ngày mùng 5 tháng 11 tới đây là ngày bầu cử. Ngày bầu cử đó nói nó chưa hết đâu, phải có hậu bầu cử nữa. Anh cho tôi góp thêm tí xíu. Dạ. Hậu bầu cử chúng ta phải chia ra làm hai giai đoạn. Một cái giai đoạn tức là trước ngày họp tối cao pháp viện và ngày sau ngày tối cao pháp viện. Không hậu bầu cử đâu, dính như tối cao pháp viện đó. Ok. Hậu bầu cử đây mà tính ngày mà đếm phiếu. Rồi ngày nổi loạn. Rồi ngày kiện cáo. Tôi nói thật anh, ngay cả bầu cử năm 2020 giờ vẫn chưa chấm dứt nha. Đúng rồi. Vẫn chưa chấm dứt đấy. Bây giờ là anh nói đúng. Thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, thỉnh thoảng là quý vị sẽ thấy là ở đài phát thanh này hay là đài trên tờ báo kia, họ loan báo rằng là đang có những cái cuộc điều tra, là đang có những cái chuyện nghi ngờ là tiểu bang này đã gian lận bầu cử, đó, tiểu bang kia đã gian lận bầu cử. Vâng. Nhưng mà thà tôi nói anh nghe nó gian lận hẳn như các nước độc tài đi là ta khỏi thắc mắc. Vâng. Đây là có gian lận, lâu lâu có lúc không. Nhưng mà tôi nói anh nghe là theo như ông Trump nói, bắt đầu từ cuộc bầu cử năm 2016 là đã có gian lận rồi. Thấy không? Ông Trump phải thắng phiếu phổ thông, phải thắng phiếu đại cử tri thì mà không có gian lận. Năm đó thì ông chỉ có thắng có một. Không cần biết. Ông mà thắng chỉ có một là gian lận. Đó là thành cái bất biến rồi. Vì hôm nay chúng ta nói nhân chuyện bầu cử đó thì có một cái chuyện là như thế này. Ngày hôm nay chính quyền Biden tuyên bố là sẽ đánh thuế hàng hóa của Trung Quốc, đặc biệt là hàng xanh. Vâng. Có hàng xanh và hàng đen. Hàng xanh là chúng tôi sẽ đánh thuế coi như các loại xe điện là 100%. Cái bảng thu năng lượng mặt trời là đang 7.5%, tôi sẽ đánh lên 25%. Rồi thép, rồi nhôm nữa, chúng tôi sẽ đánh lên tới 25%. Chưa kể các sản phẩm khác vào năm 2026. Nhưng mà hiện tại tôi đánh 4 cái sản phẩm, anh thấy này, xe điện này, bảng thu năng lượng mặt trời này, thép này, nhôm này, đúng không? Thưa anh, Trung Quốc bây giờ đó là quốc gia coi như thải 1/3 cái khí carbon dioxide vào thế giới, rồi đứng đầu. Thứ gì thì Hoa Kỳ, hai anh ô nhiễm môi trường ghê lắm, cứ tố qua tố lại. Nhưng mà Trung Quốc lại đóng góp 51% cái sản phẩm bảo vệ môi trường. Đúng vậy. Anh thấy chưa? Vâng. Họ sản xuất nào là pin năng lượng mặt trời này, nào là xe hơi điện này,
Vâng. Thậm chí còn sản xuất nhiều hơn cả họ cần nữa. Dạ vâng. Bán khắp nơi. Đúng vậy. Đó, rồi pin đủ thứ. Trong khi ông Biden thì là cái ông ủng hộ môi trường, mới giới trẻ mới bảo vệ môi trường. Bảo vệ môi trường. Vâng. Đó. Vâng. Nhưng tại sao lại đánh thuế vào những cái sản phẩm mà bảo vệ môi trường là thế nào? Hình như ông uống lộn thuốc hay sao? Anh có ý kiến gì trong chuyện này không? Tôi nghe anh Đức Dũng bảo là nói chuyện bàn chuyện về bảo vệ môi trường và Trung Quốc, là tôi nghĩ anh Đức Dũng sẽ đặt câu hỏi này. Thưa với anh và thưa cùng với lại quý vị khán giả, tôi thấy rằng là khi mà người ta lên tiếng để mà, trước hết là ông Biden đã từng có thời gian là ông đi dùng cái chữ ve vãn thì không có đúng, nhưng mà ông khuyến khích Trung Quốc là phải cùng tiếp tay với Hoa Kỳ về và thế giới để mà vấn đề bảo vệ môi trường. Bây giờ là Trung Quốc là quốc gia đóng góp có nhiều sản phẩm bảo vệ môi trường nhất. Đúng rồi. Vâng, thì là ông lại bị đánh thuế nặng nề. Lý do rất là dễ hiểu. Trước hết, anh đưa đúng không ạ? Mùa bầu cử sắp đến, đó, ngày bầu cử đã gần kề. Cái điểm thứ nhì nữa là ông chắc chắn là ông phải lên tiếng để ông bảo rằng là tôi muốn bảo vệ sản phẩm của nước Mỹ. Và tôi muốn đem job từ Trung Quốc về Hoa Kỳ. Đó. Tôi muốn bảo vệ cái quyền lợi của người dân, người công dân Hoa Kỳ. Thì rốt cuộc sau là tôi bắt buộc tôi phải đánh Trung Quốc. Thế rồi, tôi thấy là cái chuyện này cũng là một cái chuyện rất là vui. Anh cho phép tôi đi qua bên lề một tí xíu. Tôi nhớ là cách đây 4 năm, cái lúc mà ông Biden ra tranh cử tổng thống, thì là ông lên tiếng, ông chê chỉ trích ông Trump. Tức là cái chính sách của ông Trump với Trung Quốc là một cái chính sách tai họa nguy hiểm, có thể sẽ gây nên nghĩa là chiến tranh về kinh tế, chiến tranh mậu dịch, vân vân và vân vân, về cái chính sách thuế má mà ông Trump đánh trên sản phẩm xuất khẩu từ Trung Quốc. Tôi thấy là bây giờ ông làm cái trạng như vậy rồi. Thành ra tôi bảo rằng là rốt cuộc sau thì là khi mà người ta chưa làm tổng thống và khi mà người ta chưa có ý định ra tranh cử tổng thống, người ta nghĩ khác anh ạ. Khi người ta đã ngồi cái ghế tổng thống và người ta lại loan báo quyết định là tái ứng cử tổng thống, thì đương nhiên là quyết định của người ta phải khác. Đó là câu trả lời của tôi là như vậy, thưa anh Đức Dũng. Giống như ra khỏi chương trình này, tôi là rất là thân thiện với anh Khanh, và trên chương trình này nó khác. Đúng vậy, trong chương trình này là đừng nghĩ là tôi ăn hiếp anh Khanh, ok? Nghĩ vậy là sai lầm, thực ra ra ngoài nó khác. Nhưng mà anh nói cái chuyện đó thì thưa anh, nói gì thì nói, cả ông Trump và cả ông Biden đều sai lầm. Nếu không muốn nói là siêu phản động, đứng về phương diện và thương mại. Vâng. Trên thế giới này không ai ủng hộ tăng thuế. Đúng vậy. Cho dù bất kỳ lý do, khi anh tăng thuế thì anh làm giảm cái hàng hóa lưu thông. Vâng. Nó đi sai cái nguyên tắc mà nước Mỹ, tôi nghĩ có lẽ là nước số 1 trên thế giới, ủng hộ cái đó. Nó gọi là thị trường tự do. Bây giờ Mỹ đã bảo là Việt Nam với Trung Quốc không phải thị trường tự do, mà chính anh đi anh làm cái chuyện này. Anh đạo đức giả. Anh bảo hộ. Thì đó, trở lại cái chuyện mà anh bảo là ông Biden chỉ trích ông Trump, giờ Biden cũng làm như vậy luôn. Vì anh bảo rằng là năm bầu cử, không? Rồi muốn giữ job ở đây. Anh có thể nói rõ cái giữ job là như thế nào? Tôi không hiểu chỗ này giữ job là chỗ nào. Tôi kể cho, thưa với anh Đỗ Dũng và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả. Từ năm 1975 chúng ta bước vào nước Mỹ, đặt chân vào nước Mỹ, những người Việt tị nạn đầu tiên đặt chân vào nước Mỹ. Chỉ một năm sau đó, tức là 1976 có cuộc bầu cử. Cho đến bây giờ là đã qua cả chục cuộc bầu cử rồi, thưa anh Đỗ Dũng. Tôi nhớ là ứng cử viên nào cũng như vậy, cũng lên tiếng cam kết là chúng tôi sẽ duyệt xét lại cái chính sách. Rồi sau đó chúng tôi sẽ quyết định là nếu cần phải là tăng mức thuế, tăng thuế nhập khẩu đánh vào hàng hóa của Trung Quốc hay là một quốc gia nào đó, thì chúng tôi sẽ quyết định, chúng tôi sẽ làm nếu mà khi tôi trở vào tòa, khi tôi có mặt ở tòa Bạch Ốc. Tôi thấy ông Biden kỳ này, ông là vị tổng thống đầu tiên, tức là ông làm trước khi ông tái đắc cử nhiệm kỳ thứ nhì. Lý do là tại sao? Ê, đừng nói tái đắc cử tái ứng cử. Anh nói về là Phạm Thượng á. Rồi, tức là bây giờ Sơn cảm ơn anh. Anh rút lại. Rồi, rút lại tiếp. Vâng. Tức là ông làm cái điều này trong lúc ông đang ra tái ứng cử trên thứ nhất. Đó thì ra là bởi như vậy. Tôi thấy đó cũng là cái điều rất là hay. Tôi có một lần tôi bảo với anh Đỗ Dũng, có lẽ anh Đỗ Dũng còn nhớ, tôi nói rằng là ông Biden hay bất cứ ông tổng thống nào lên, thì sau khi mà cái chính sách cứng rắn của ông Trump với lại Trung Quốc, sẽ không có ông nào làm cái chuyện nhẹ hơn được nữa. Đó. Thế ra rốt cuộc sau là ngay bây giờ là người ta đang phân tích xem là ông Biden làm như thế này thì có thể là sẽ gây ra một cuộc chiến tranh thương mại hay không? Rồi là ông làm như thế này là hay hay là dở so với cái chính sách
của người tiền nhiệm của ông là ông Donald Trump. Tôi thấy rõ ràng là nó như vậy. Lúc nãy anh bây giờ trở lại câu hỏi tôi xuống, anh Dũng bảo là ông Biden ông ấy làm như mục đích là làm gì? Ông muốn nói cho người dân Hoa Kỳ biết rằng là ok, chúng tôi nghĩa là ông không dùng chữ American First, nhưng mà rõ ràng là cũng là American First theo cái nhìn của tôi. Nên nhớ rằng là chẳng hạn như cái thị trường về thị trường xe hơi điện, thưa với anh, nước Mỹ thì nổi tiếng xe hơi điện, bây giờ cái chữ Tesla được coi giống như là chữ McDonald's của người Mỹ vậy. Tức là khi mà nói xe hơi điện là người ta bảo à Tesla đó, nó là như vậy. Bây giờ Trung Quốc họ sản xuất xe hơi điện, họ sản xuất rất là nhiều, đến mức độ mà như anh Đỗ Dũng luôn đã thưa cùng với lại quý vị khán thính giả là họ tiêu họ xài còn không hết, dư thừa đó, bởi vì mục đích của họ là họ làm để mà họ sản xuất họ bán ra ngoài. Ông Biden, cái chính sách của ông Biden là một cái chính sách mà được nhiều người ủng hộ, và những người và cũng có rất nhiều người chống đối. Đối với lại những người ủng hộ thì họ bảo là cái chính sách này chính sách rất là hay, bởi vì là bảo vệ được môi trường đó, bảo vệ được bầu khí quyển. Nhưng mà bên cạnh đó thì anh ạ, xe Tesla vẫn còn đắt lắm. Xe Tesla là so người dân Hoa Kỳ vẫn chưa, mặc dù nghe tiếng thì nhiều, mua thì cũng đã lắm, nhưng mà bảo là thật là quen thuộc với Tesla thì chưa. Trong khi đó xe điện của Trung Quốc nếu mà xuất khẩu sang Hoa Kỳ giá chỉ có tầm chừng chục ngàn chiếc. Dạ. Vâng, và chục ngàn chiếc như vậy là giết chết cái thị trường, cái kỹ nghệ xe điện của nước Mỹ. Vậy là chúng tôi đều bảo vệ công ăn việc làm cho người dân Hoa Kỳ, chúng tôi bắt buộc tăng thuế, đơn giản như vậy thôi. Yeah. Thực ra tăng thuế 100%, tức là tôi nói ví dụ như 12.000 một chiếc đi. Vâng, thì bây giờ thành 25.000. 24.000. Vâng. Vẫn rẻ hơn Tesla. Đúng vậy, vẫn rẻ hơn. Tesla là 40. Vâng. Hôm nọ ông Elon Musk ông định làm cái loại 25.000, loại bình dân cho người, vâng, ta, nhưng mà ông thấy cái anh mà BYD đã ra là anh bỏ rồi. Vâng, đúng vậy. Bỏ rồi anh. Nhưng mà thưa anh, trở lại câu chuyện giữa ông Trump và ông Biden. Ngày thứ bảy vừa rồi, ông Biden vận động tranh cử ở Whitewood, tiểu bang New Jersey. Vâng. Mà nghe đồn là cả 100.000 người. Vâng. Nhưng mà cũng nhiều người ta thắc mắc, giống như cái hồi mà ngày 20 tháng Giêng 2017 mà, vâng, cái sai me là ở đây nhớ chuyện đó. Cái ông Sean Spicer phát biểu bản tôn. Đấy. Sau đó mất chức là vì nổ dụng Trump đó. Nhưng mà thôi, trở lại vấn đề. Lần đầu tiên tôi với bạn là phát ngôn viên tổng thống thưa anh. Yeah. Cái chuyện mà ông Biden dự định đánh thuế 100% xe điện đó, điện của Trung là Quốc. Thực ra thứ sáu đã bị lộ hàng. Dạ yeah, vâng. Cho nên hôm thứ bảy vừa rồi tôi nhớ ông Trump bảo là, quý vị thấy không, cuối cùng Biden phải bắt trước tôi, đúng chưa? Bắt trước tôi đánh thuế hàng Trung Quốc, mà bắt trước trễ tới gần 4 năm. Anh nghĩ Biden, ông Trump nói vậy có đúng không? Tức là trở lại cái chuyện anh nói nãy là ông Biden từng chỉ trích ông Trump, thế ra là cuối cùng bắt trước ông Trump. Ông Trump bảo bắt trước trễ gần 4 năm. Anh nghĩ sao mà cái phát biểu của ông Trump trong chuyện đó? Nếu mà nhìn trong cái góc nhìn của một người Cộng Hòa, bất cứ anh hỏi ông Cộng Hòa nằm ủng hộ ông Trump, thì đã bảo cái điều ông Trump nói rất là đúng. Vâng, bởi vì là trước đó là ông Trump đã từng lên tiếng, ông nói cái thời gian ông ấy làm là cái thuế quan đối với lại Trung Quốc là ông tăng, và cái mức tariff là tăng. Gần đây ông còn lên tiếng, ông bảo rằng là ông sẽ đánh thuế có thể lên tới 66% cơ mà. Không, xe hơi là 200% nha. Đó. Là ông Biden 100%, ông là 200%. Đó, và ông nói là ông hàng hóa tức là lên 36.000 đô một chiếc. Đúng vậy. Và hàng nhìn chung là hàng hóa Trung Quốc có thể là sẽ tính trung bình là sẽ tăng lên hơn 66%. Đúng rồi, 66% là across the board. Vâng, riêng xe hơi là 200%. Dạ, vâng. Đó thì thành ra là như thế. Thì tôi thấy rằng là cái chuyện ông bảo là có thể là ông là người đi trước, nhưng bảo là ông Biden bắt trước ông thì cá nhân tôi không nghĩ là như vậy. Nhưng mà đó là điều ông Trump nói. Đúng vậy. Lý do tại sao tôi không thấy như thế là bởi tôi nhìn thấy rõ ràng là ông, khi mà ông Trump lên thì cũng là cái lúc mà cả thế giới người ta được chán nản Trung Quốc. Vâng. Nó có một cái hầu như là thế giới khi mà nói đến Trung Quốc là hầu như không ai hài lòng cả. Người, tất cả những người dân nước nào cũng vậy, họ cũng không thích Trung Quốc, chứ nói chuyện chỉ đến chính quyền. Thành ra là tôi có lần tôi nói đùa và tôi bị mấy anh em bạn của tôi mắng, tôi bảo là bây giờ là thế giới, nước là thế giới mà chúng ta đang sống là thế giới bài Trung Quốc. Thì mấy anh bạn tôi bảo là cái chữ bài nó hơi nặng, nhưng mà thế giới chúng ta không ưa Trung Quốc thì đúng hơn. Đó. Thành ra là tôi thấy điều đó là cái điều đúng. Ông Trump nếu mà ông ấy còn thì chắc chắn cũng ông phải cứng rắn với Trung Quốc.
Và ông Biden chắc chắn là rồi cũng sẽ phải cứng rắn với Trung Quốc. Nên nhớ rằng là lúc nãy tôi có thưa cùng với anh là bây giờ người ta đang nhìn coi là ông Trump là cứng rắn với Trung Quốc hơn ông Biden, hay là ông Biden cứng rắn với Trung Quốc hơn là ông Donald Trump. Chứ còn cả hai ông thì đương nhiên là đều là cứng rắn với Trung Quốc cả. Đối với anh Đỗ Dũng. Tôi cũng đang định hỏi anh câu hỏi đó. Nói chung quy ra là hai ông theo cách nhìn tôi đều tào lao hết. Tất cả chính gia đều tào lao hết. Hứa cho nhiều rồi cũng vậy thôi. Vâng. Không? Anh này bảo là anh kia bắt trước tôi, anh kia bảo là anh kia bắt trước tôi. Vâng. Rồi anh này thì bảo là tăng thuế và là sai rồi cũng rồi tăng thuế. Dạ vâng, rốt cuộc cũng tăng thuế. Chúng ta phải thừa nhận một điều là cái này là siêu phản động về mặt kinh tế, đúng không? Câu trả lời là đúng. Và, bởi vì anh không thể nào anh dùng thuế để mà anh trừng phạt lẫn nhau, cuối cùng người dân ta thiệt hại. Đúng vậy. Đúng chưa? Cái người tiêu dùng Mỹ là thiệt hại. Tôi phải trả thêm tiền nhưng mà họ không cần biết. Và cái câu anh là anh Khanh nói đó, bây giờ tôi hỏi anh như vậy phải chăng hai ông đang tranh đua nhau xem ông nào chống Trung Quốc mạnh hơn để lấy phiếu cử tri, có đúng vậy không? Đúng. Tôi tin là như vậy. Bây giờ cả hai ông đều làm cái điều đó. Và bây giờ là coi như là Trung Quốc là một trong những lá bài rất quan trọng cho cái cuộc bầu cử năm 2024. Thành ra là bởi như vậy bây giờ cả hai ông đều muốn chứng tỏ cho cử tri biết rằng là nếu quý vị tin tưởng ở tôi sẽ cứng rắn với Trung Quốc hơn các ông kia. Và cả hai ông, tức là ông Donald Trump và ông Biden, đều nói một cái ngôn ngữ giống nhau. Có thể là những cái chữ họ dùng khác nhau, nhưng mà cái ý thì nó rõ ràng như vậy. Ông, quý vị tin tôi, quý vị bỏ phiếu cho tôi, bởi vì là tôi hứa là tôi sẽ có một cái chính sách cứng rắn với Trung Quốc hơn cái ông đối thủ của tôi. Thưa với lại Đỗ Dũng, rõ ràng là như vậy, ai cũng nhìn thấy điều đó. Tôi nói thật với anh, nói này có thể có nhiều người buồn, khó chịu, nhưng đây là sự thật. Chỉ có những người gọi là trong Mỹ, trong nước người ta gọi là não ngắn đó. Không, cái này nói nghe nó nặng lắm, mà mới là không hiểu. Vâng. Cái chính trường của Mỹ và bầu vớ vẩn một cách như là cứ theo hùa, theo bầy đàn. Chứ người mà hiểu biết về chính trị người ta biết ngay là hai anh nhà tào lao, đúng không? Vâng. Hai anh như là bây giờ thi thố nhau để coi anh nào chống Trung Quốc nhiều để kiếm phiếu. Rồi kiếm phiếu là được, lúc vào ngồi tại ốc có khi là bây giờ câu hỏi chót cho anh có cái thế này nè. Ông Trump cũng từng thể hiện là tôi chống Trung Quốc mạnh, thậm chí còn nói là Biden mà lên là nước Mỹ sẽ thuộc về Trung Quốc. Vâng, dân Mỹ sẽ là... học chứng hoa. Vâng, dân cả... thị trường chứng khoán sụp đổ, mà lúc đó ông Trump đang là đương nhiệm nhé, mà ông vẫn gọi là không thắng ông Biden. Vâng. Tôi không dừng chú thua bởi vì bầu cử gian lận. Vâng. Ông không thắng. Ông thắng nhưng mà không được cho là thắng. Tôi nói vậy thì những người mà MAGA là đồng ý với tôi luôn. Vâng. Không dừng chú thua. Dạ vâng. Bây giờ nó ở cái chiều ngược lại. Ông Biden đang nắm quyền, ông Trump đang tranh cử. Vâng. Anh không có quyền trong tay. Anh cũng chỉ nói giống như Biden hồi trước chém gió thôi. Vâng. Đúng không? Vâng. Còn Biden bây giờ tôi đang nắm quyền, tôi có cái vũ khí lợi tay, thế hơn. Lợi thế. Vâng. Hơn. Tôi ngày hôm nay là tôi tuyên bố là đánh thuế xe hơi điện của Trung Quốc 100%. Vâng. Thưa anh, vậy thì tình hình như thế nào? Liệu cái khả năng người dân Mỹ sẽ nghe ông nào, nghe ông đương nhiệm hay là nghe ông đang vận động tranh cử để ra có thể dự đoán cái kết quả nhá? Tôi biết cái này là khó anh lắm, nhưng mà đại khái có thể cho bà con mình một cái gọi là hướng đi nào không? Xin nhắc lại, bây giờ nó đổi chiều, đúng không? Vâng. Trước đây năm 2020 là ông Trump đang ngồi tại ốc, ông Biden là đang kêu bằng là. Dạ vâng. Là kêu bằng là cái gì, đang gọi là lò dò thôi. Dạ vâng. Ông cũng từng vô tòa ốc mà vô vai phó, không. Dạ. Tính, không tính, đang lò dò thôi. Dạ. Đúng không? Bây giờ thì hai ông ngược lại, ông ấy là đang trong tòa ốc, còn ông Donald Trump đang tìm cách trở về mái nhà xưa. Vâng. Đúng chưa? Đúng. Xin mời anh. Đúng. Câu trả lời của tôi là luôn luôn là cái người đang ở tòa vai ốc là cái người có lợi thế. Ừ. Vâng, bởi vì lý do tại sao ông loan báo cái quyết định sẽ được thực hiện. Dạ. Vâng. Còn cái người mà ở ngoài tòa vạch ốc thì sẽ chỉ có hứa hẹn. Ừ. Là nếu tôi vào được tòa vạch ốc. Ừ. Thì tôi sẽ làm như thế. Không có đưa ra một cái văn bản nào ký kết cả. Ừ. Mà nó cũng chỉ là lời hứa. Trong khi đó là một cái sắc lệnh của Tổng thống được ban hành. Thì cái đó là có thực hiện, có, nó sẽ được thực hiện ngay tức khắc. Thưa với anh và thưa cùng với lại quý vị khán giả, tôi thấy là cái chuyện này là chuyện ông Trump và ông Biden và cái chuyện Trung Quốc, tôi nghĩ rằng là sẽ kéo dài muôn thuở. Tôi còn nhớ là ngày xưa là ông Trump ông bảo là sẽ kêu gọi, tức là tiền đầu tư nước ngoài mang về nước, nhưng mà cũng khó lắm anh, bởi vì là anh nên nhớ rằng là nếu mà bảo tôi nói như thế này có vẻ hỗn,
Nếu mà nói rằng là giới đầu tư của nước Mỹ họ không yêu nước thì nó không đúng. Nhưng mà khi mà anh đầu tư thì anh chỉ nghĩ đến cái chuyện chỗ nào mà anh làm được sản phẩm tốt và anh lời nhiều. Anh yêu vợ anh hoặc là yêu bồ nhí của anh. Vâng, rồi. Không có tiền là nó cho những chỗ khác. Đúng vậy, rồi. Thành ra là như vậy. Đó, thành ra bây giờ thì ông Biden là cũng không nói ra nhưng mà có một chủ trương, nghĩa là lúc nãy tôi bảo là cũng một hình thức nước Mỹ trên hết. Tức là ông hy vọng là rốt cuộc sau rồi là tôi tăng thuế như thế thì là người ta sẽ mua hàng hóa của người Mỹ. Nhưng mà tôi phải thú thật với anh là tôi cũng đang thắc mắc ở chuyện đó. Là đã chưa chắc. Tôi thấy là trong 4 năm trở ông Trump thì rốt cuộc sau là tôi chỉ có cái nón mà ông Trump là Make in USA. Không, cũng Make in China luôn này. Wow. China luôn. Tôi coi là China. Vâng. Mà nó không quan trọng, Make in ở đâu không quan trọng. Vâng. Cái chính sách, mình đang nói về chính sách. Là nói về chính sách. Nhưng mà đối với lại người dân, nếu mà nói về chuyện người dân, thì người dân họ không care vấn đề chính sách lắm. Người dân họ care cái túi tiền. Bây giờ nếu mà họ mua một cái, nếu mà Trung Quốc mà đảm bảo rằng là cái hàng hóa, cái xe của Trung Quốc, nếu mà họ thấy là xài mà nó tốt y như là mua cái tivi ở Costco thì họ sẽ mua xe Trung Quốc à? Tôi nói thật. Anh nói vậy tôi phải thêm anh một câu, tôi phản biện câu này là đồng ý là người dân họ như vậy, nhưng mà anh nên nhớ rằng là gì, người ta sẽ nghe theo cái lời hứa. Vâng. Cái lời hứa hẹn của anh. Vâng. Anh thấy không? Vâng. Đồng ý là người ta mua theo đó, nhưng mà tôi bảo ok, vì ít nhất là với lại là những ứng cử viên như hai ông này, nhiệm vụ họ là gì? Hứa để làm sao tôi thu hút cử tri về bỏ phiếu cho tôi. Đúng vậy. Chứ tôi không cần biết đó là đúng sai. Ở đây, bởi chúng ta đến bằng phiếu mà. Đúng vậy. Bầu cử đó giống như đá banh là tỷ số bao nhiêu, không cần biết là đã hay đã dở, bao nhiêu thẻ đỏ thẻ vàng. Đúng vậy. Đúng không? Kết quả là đó, đó tôi muốn hỏi anh thêm câu đó. Hai ông như vậy. Câu trả lời là như thế này. Bây giờ đó là đi vào thực tế thì ông Biden không có lợi thế hơn. Anh nói vậy thì năm 2020 ông Trump đang trong tàu chốc thì sao? Đúng vậy. Thế vậy. Tại sao ông không thắng? Đúng vậy. Câu trả lời của ông là lúc đó là nó là ở hai cái trường hợp rất là đặc biệt. Tức là mọi người đang bắt đầu có vẻ hài lòng với lại chính sách nặng nề với Trung Quốc. Yeah. Thì chúng ta lại xảy ra cái chuyện Covid. Và thú thật là lúc ra cái chuyện Covid là ông Trump chỉ lên tiếng chỉ trích Trung Quốc và ông Trump đã không sử dụng cái lá bài Covid. Mà cái kết quả mà cái nguyên nhân xuất phát từ Trung Quốc như ông Trump nói, ông không làm đủ mạnh. Thành ra là rốt cuộc sau thì là rốt cuộc ông có một cái lợi thế mà ông không biết tận dụng. Mà không biết tận dụng. Cái trường hợp của ông Biden là như thế này. Ông Biden thì ông không hứa, ông đã làm. Và rốt cuộc ông Trump là cái người hứa hẹn. Thì người ta sẽ là đặt đơn bàn cân, người ta bảo là tin là người đã làm, đang làm, hay là anh tin là lời hứa sẽ làm. Vâng, đúng rồi, lời hứa sẽ làm. Lời hứa sẽ làm thì thông thường bao giờ cũng đẹp hơn, nhưng mà nó cũng chỉ vẫn là lời hứa thôi. Cảm ơn Khanh rất nhiều. Cảm ơn quý giả theo dõi chương trình hôm nay. Chúng tôi xin hẹn quý vị ngày mai. Dạ vâng, xin được cảm ơn Đỗ Dũng và cảm ơn quý vị khán thính giả. Một lần nữa từ Orange County, tôi là Nguyễn Văn Khanh, tường trình đặc biệt cho Người Việt TV.